móng như này, mình sẽ làm cái món canh măng vịt với cả vịt luộc nhé. À, rất là ngon. Đây đây là nửa con vịt ạ. Nhà mình có 4 người chỉ ăn hết nửa con vịt to như này thôi. Và mình cho một chút muối này và một chút rượu này. Mình sát cái vịt cho nó sạch cái hôi nó bám trên cái lông vịt như này. Và da vịt này. Sau đó mình sẽ mang đi mình luộc với một củ sả và một củ gừng và một chút muối thì món vịt sẽ rất là ngon. Sau đó mình sẽ đi làm măng nhé. Và các bạn hãy sát sạch thôi để cho nó hết cái bẩn và sả nhiều lần cho hết cái nước máu và cho vịt nó không tanh nhé. Bây giờ mình rửa lại nhiều lần là được. Sau khi làm sạch xong như này nhé, bạn cho vào một cái nồi rộng một chút nhé và đi làm củ gừng với cả củ sả để cho vào để mình luộc cùng cho nó thơm. Cắt cho mình vài lát gừng này. Mùa này là mùa hè nóng, rất là nóng thì ăn cái món canh măng vịt này và vịt luộc thì nó rất là hợp. Cho nên mình chia sẻ để các bạn làm món ăn trong mùa hè rất là đơn giản thôi nhé. Và bây giờ mình cho thêm một chút muối trắng nữa vào và cho nước ngập rồi đi luộc là được nhé. Luộc với nửa, ban đầu cứ cho nửa tháng một chút, khi nó sủi thì cho nửa nhỏ và hớt hết bọt và chỉ luộc khoảng 15 phút là chín nhé. Bắt đầu cứ cho lửa to để cho nó sủi thoải mái, để cho nó bốc hơi nước lên, cái hơi nước nó sẽ tăng nhé, nó hôi ấy thì nó sẽ bay hết đi nhé. Và chúng ta luộc mà xong đấy chúng ta sẽ đậy hơi lại và cho nửa nhỏ và đun sủi khoảng 10 đến 15 phút là chín nhé. Bây giờ sẽ đi làm măng. Măng thì các bạn tước này, cho rửa sạch này và trần măng với nước nóng, đun nước nóng, đun nó sủi cùng sủi lên và các bạn cho một chút muối vào và các bạn đun sủi khoảng 3 đến 5 phút cho măng nó bớt cái chua đi và nó cũng bớt những cái chất không tốt khi mà mình ngâm măng chua. Một việc cứ tước này rồi sau đó rửa sạch và đi luộc măng qua là được nhé. Măng mình cho chút măng mình cho chút muối vào, mình luộc sơ như này nhé, sủi khoảng 2 đến 3 phút để bớt ra và rửa sạch lại rồi để xào với cả hành tím. Còn bây giờ nồi vịt thì nó đã sủi rồi. Vịt sủi này nhá, các bạn cho nhỏ lửa bớt nhé. Cứ mở vung này khoảng 2-3 phút cho nó bay hết cái hơi hôi đi. Sau đó mình đậy vung lại và om khoảng 15 phút là vịt chín nhá. 10 phút và tắt bếp và ngâm khoảng 5 phút là vịt chín. Đậy vung lại. Đổ ra và rửa sạch lại. Rồi sau đó mình mang đi mình xào với củ hành tím cho nó thơm nhé. Nó hòa quyện gia vị, sau đó mới cho vào cái nồi nước luộc măng. Khi mà nó sủi như này được khoảng 5 phút nhé, mình đặt con vịt như này để cho cái phần bụng nó chín. Và mình đun sủi với cái nửa vừa này khoảng 5 phút nữa và tắt bếp và ngâm 5 phút là khoảng 15 phút là vịt sẽ chín nhé. Bây giờ các bạn tắt bếp và đậy vung lại và ngâm vịt cho mình khoảng 5 phút nữa là vịt sẽ chín nhé. Không nấu kỹ quá là vịt nó mất ngọt. Và sau đó mình để cái cổ này mình chặt ra là mình nấu với canh măng nhé. Thơm của hành tím lên nhé. Sau đó mình xào măng để măng nó ngấm gia vị và nó săn lại. Măng xào săn lên, cho một chút muối, một chút đường ngọt và xào cùng cho nó ngấm. Còn nước mắm thì chúng ta mình cho vào nồi nước canh. Muối một chút bột ngọt để mình xào. Xào lên cho nó ngấm nước. Sau đó các bạn đun cái nồi nước luộc là vịt lên ấy và chặt cái cổ cái chân vào ấy. Và nêm nếm gia vị rồi mình cho măng vào mình đun cùng là được nhé. Khoảng 10 phút là được. Khoảng 10 phút là được. Mình sẽ cho nước vịt này luộc với cả cổ cánh vào và cho thêm ít muối nữa vào rồi mình đun sủi là được nhé. Và các bạn mình đun sủi, sau đó các bạn đun thêm cho mình khoảng 5 phút nữa cho nó ngấm vào nhau. Và đun sủi khoảng 5 phút nữa. Chút muối nữa vào để cho nó đậm. Và tí nữa cho các bạn là khi mà tắt bếp thì các bạn cho mình mùi tàu với hành lá
và một ít bột ngọt và ít hương mắm cho nó thơm cái nồi canh nhé. Và vịt thì đợi nguội đi chặt. Đây, vịt thì chúng ta đợi nguội chúng ta đi chặt. Thì mình sẽ có bát canh măng này và vịt luộc rất là mát trong mùa hè nhé. Giờ mình sẽ cho một chút xíu nước mắm vào cho thơm nhé, khoảng nửa thìa cà phê thôi. Và một thìa cà phê bột ngọt. Và tắt bếp rồi cắt hành lá vào tắt bếp nhé. Hành và mùi tàu, cái mùi tàu rất là cần cho cái món măng vịt. Các bạn đảo đều lên và các bạn múc cho bát là được nhé. Mình có bát măng vịt rất là ngon nhé.